Xin chào anh chị và tất cả mọi người nhé. Tốc hương bên em vừa lên anh chị ơi. Anh là gì ạ? Bên kia là một ạ. Dạ vâng ạ. Anh là gì ạ? Cứ hỏi xem. Tốc hương ạ? Vâng. Cái này là bao nhiêu? Tốc hương 380 nhé. Hả? 380. Phường, bỏ con này đi. Anh là gì bảo em? Cục hương vừa lên anh chị nhé. Bên kia có gì không? À, có đồ hải sản cấp đông. Tốc hương mới bảo em nhá, tốc hương lên rất là to và rất là béo, món này ngon chuẩn luôn anh chị ạ. Khi nào ăn tốc hương mới bảo em nhá, hàng em vừa lên rất là tươi ngon anh chị.